Ngày 16 tháng 2 liên quan vụ cháu C, 13 tuổi, lớp 7, ở xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, có thai và sinh con tại nhà. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh, sinh ngày 30 tháng 12 năm 2006, ở tổ dân phố Đình, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Quá trình điều tra, Nông Văn Minh thừa nhận có quan hệ tình cảm yêu đương với cháu C. Khoảng tháng 6 năm 2022, Minh có hành vi quan hệ tình dục với cháu dẫn đến mang thai và sau đó sinh con vào ngày 11 tháng 2. Liên quan thông tin bùng phát do virus Marburg tại các quốc gia thuộc Trung Phi, ngày 16 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện bệnh chưa xuất hiện tại Việt Nam, tuy nhiên người dân cần thường xuyên cập nhật các khuyến cáo của ngành y tế để chủ động phòng chống căn bệnh này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ngày 13 tháng 2, tại Guinea Xích Đạo, một quốc gia nằm ở bờ biển phía Tây của Trung Phi đã xác nhận đợt bùng phát bệnh đầu tiên do virus Marburg gây ra. Hiện đã có 9 trường hợp tử vong và 16 trường hợp nghi ngờ với các triệu chứng bao gồm sốt, mệt mỏi, nôn ra máu và tiêu chảy đã được báo cáo. Bệnh do virus Marburg là một bệnh có độc lực cao, gây sốt xuất huyết, với tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Đây là virus cùng họ với virus Ebola, truyền sang người từ dơi. Nhiều bệnh nhân có thể có các triệu chứng xuất huyết nghiêm trọng trong vòng 7 ngày. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với bệnh do virus Marburg. Chiều ngày 16 tháng 2, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra một số địa điểm chứa trữ kinh doanh nước hoa mỹ phẩm trên địa bàn quận Gò Vấp. Tại thời điểm kiểm tra, quản lý thị trường phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu. Cụ thể, tại điểm kinh doanh số 227/25 Nguyễn Tư Giản, phường 12 quận Gò Vấp, đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và thu giữ hơn 6.000 sản phẩm gồm dầu gió xanh tại tế bào chết, dầu xả bưởi, kem body Bạch Ngọc Liên, kem face Pháp, kem body Pháp, bông tẩy trang. Ước tính giá thị trường khoảng 1,2 tỷ đồng. Tương tự tại điểm kinh doanh địa chỉ số 284/1 Phạm Văn Chiêu, phường 9 quận Gò Vấp, thu giữ gần 340 thùng hàng hóa với tổng số lượng trên 30.000 tiếp hoặc chai các sản phẩm gồm khử mùi, gel lột mụn 24K, Gold Mask, nước hoa, xịt chống nắng, lô hàng có tổng trị giá trên 738 triệu đồng. Chủ lô hàng là Ngô Thái Hắc, sinh năm 1994, trú tại Long An. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định toàn bộ số hàng hóa nêu trên đều có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Chiều ngày 16 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động đấu giá và quản lý bãi đậu xe trên địa bàn thành phố Đà Lạt sau khi có phản ánh từ cơ quan báo chí, người dân và dư luận xã hội. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt giao các đơn vị phòng ban tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh khắc phục tình trạng lấn chiếm ngoài phạm vi mặt bằng để đảm bảo tầm nhìn trong đô thị. Thực hiện quản lý các bãi đậu xe theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo hài hòa nhà nước và đơn vị trúng thầu kinh doanh, không để thất thu ngân sách nhà nước. Đồng thời kiểm tra lại trình tự thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm và quá trình tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng làm bãi đậu xe trên địa bàn thành phố Đà Lạt, ra soát lại quá trình nộp thuế và nghĩa vụ tài chính của các đơn vị thuê mặt bằng bãi đậu xe trong thời gian trước khi tổ chức đấu giá.